cars. Didn't even get some cars. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và như đã hứa thì mình vừa mới mua skin Jack đây. Mình sẽ chơi review một trận đấu skin mới của Jack. Skin này có tên là Wood Boy và dịch ra tiếng Việt có nghĩa là trai ngoan các bạn ạ. Ok, thì ngay từ ấn tượng ban đầu của mình với skin này là rất là bảnh. Skin này trông rất là bảnh nha các bạn. Và đặc biệt là skin này có tóc và có miệng. Mắt thì có lẽ là không nhìn được đâu bởi vì tóc che hết mất rồi. Đánh giá tổng quan của mình là trông dáng người thon gọn hơn các bạn. Đa số các skin khác của Jack thì trông rất là gầy. Nhìn trông rất là gầy còm các bạn. Nhưng mà thực ra là phong thái toát ra cũng rất là ngầu. Nên là cũng bổ trừ với nhau thôi. Chẳng có gì đáng ngại cả. Nhưng mà skin này thì nhìn mình nhìn thấy thực sự rất là cân đối. Và đây nhìn này đẹp trai rồi. Skin bán bằng một echo mà. Cho nghỉ mẹ một đi. Mới đầu trận thôi mà bạn Minh Nhân đã biết mình là do về hè rồi. Có vẻ như bạn này chắc cũng hay xem kênh của mình đây. Những bạn nào đam mê với Jack thì nhanh tay mua skin này luôn nha. Bởi vì skin này là limited mà. Có nghĩa là một đi không trả lại các bạn ạ. Tiện đây thì mình cũng nói luôn đó là hiện tại mình chỉ có đúng hai arc game duy nhất. Đó là một arc rank điểu và một arc rank manti. Thì đang có để ở trên màn hình ấy, mong các bạn sẽ không nhầm lẫn nữa. Ok, giờ mình sẽ vào trận đấu nha các bạn. Ở bệnh viện Thánh Tâm. Trận này mình sẽ đem 6-12 và bổ trợ dịch chuyển. Ok, thì đầu trận các bạn cứ đi ra nhà nhỏ này chắc chắn sẽ có người. Ok, mình đã phát hiện được mỹ nhân. Ok, và là một pha gió bể hè. Thôi thôi, mình tưởng pha đấy mỹ nhân nhảy xuống hố nhưng mà bạn ấy lại đi qua hố. Lại phải vòng lên rồi. Để mà nói thì nhân vật Jack là nhân vật rất là dễ chơi rồi. Nhân vật Hunter đời đầu nên là mình chẳng có gì để hướng dẫn các bạn cả. Nên là các bạn xem học hỏi cách chơi là chính thôi.
nói là trận này bạn Mỹ Nhân rất là khó chịu. Đã thế là thì phải xử Mỹ Nhân trước các bạn ạ. Nguy cơ mình thua bởi vì máy nổ đánh đánh các bạn ạ. Chưa giết được ai mà đã còn một máy rồi. Trận này khả năng mình thua sớm. Ok, giờ mình sẽ nhìn máy rung một chút nha các bạn. Ok, máy này có người. Ok, mình gặp đào vàng nha các bạn. Ông đào vàng mình tưởng nó vẫn ở bệnh viện cơ. Ok, lại một pha do về nhà của mình nữa. Thế là trận này khả năng mình thua rồi các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng gỡ hòa một phần nào đó. Chán, cái thằng chơi đã kém mà đòi đi review skin. Ok, mình đã thua rồi. Ok, video đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình. Nhớ đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.